Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa tổ chức phiên họp chuyên đề lần thứ hai với chủ đề Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành lĩnh vực bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh thành trên cả nước. Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 20% vào năm 2025 như chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra, ước tính kinh tế số phải tăng trưởng gấp 3 đến 4 lần tăng trưởng GDP, tức là khoảng 20 đến 25% năm. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, thách thức, cần có giải pháp đột phá mới có thể đạt được. Tại phiên họp, các đại biểu được nghe Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số báo cáo về thực trạng tình hình phát triển kinh tế số và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, công bố tỷ trọng kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn của 63 địa phương, các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh để thúc đẩy kinh tế số. Đại diện các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận về giải pháp phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực như chuyển đổi số cảng biển, phát triển cửa khẩu số, nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải Smart Lock hướng tới giải quyết vấn đề logistics quốc gia, phát triển kinh tế số du lịch, dệt may, giải pháp chiếu sáng thông minh vào chuyển đổi số nông nghiệp. Với thông điệp kinh tế số là công cụ giúp bình ổn và tăng trưởng bền vững, phiên họp lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số Việt Nam nói chung, thúc đẩy phát triển nền tảng số và chuyển đổi số doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực trong những tháng cuối năm 2023 nói riêng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội thảo chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tham dự hội thảo có đại diện các đơn vị trực thuộc sở, các phòng nông nghiệp, các địa phương. Hội thảo lần này tập trung đánh giá công tác triển khai, những kết quả bước đầu và chia sẻ những giải pháp để triển khai thực hiện chuyển đổi số hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian đến. Các đại biểu tham dự được thông tin về tình hình triển khai, thực hiện chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc trên cả nước. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giới thiệu, thử nghiệm các chức năng trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cách thức kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc của các địa phương. Thông qua hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự cần thiết, tính hiệu quả đối với truy xuất nguồn gốc từ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các đối tượng liên quan. Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngày 29 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ đã ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến thành phố năm 2023. Trong đó đề ra mục tiêu phấn đấu 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu 100% trung tâm hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, thanh toán trực tuyến tối thiểu tăng 30% so với năm 2022. Từng bước nâng cao số lượng và chất lượng trong việc tự nộp hồ sơ trung tâm hành chính trực tuyến tại nhà, tại đơn vị của công dân, doanh nghiệp. Có khoảng 50% hồ sơ trung tâm hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa. Phấn đấu đạt tỷ lệ 80% dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Số hóa kết quả giải quyết trung tâm hành chính còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền cấp thành phố đạt 60%, cấp xã, phường đạt 55%. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức về quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến một cách hiệu quả, dễ hiểu, dễ làm. Đẩy mạnh số hóa, luân chuyển, giải quyết, ký số và trả kết quả giải quyết hồ sơ trung tâm hành chính trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết trung tâm hành chính tỉnh. Mỗi cán bộ công chức viên chức phải thật sự tiên phong gương mẫu, đi đầu và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện và giải quyết trung tâm hành chính bằng hình thức trực tuyến. Phát động các đợt thi đua cao điểm về nâng cao tỷ lệ, chất lượng giải quyết trung tâm hành chính bằng hình thức trực tuyến trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện đề án 06, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc đã chỉ đạo quyết liệt các phòng ban và các địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm đúng tiến độ. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức ra quân phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNED. Đến nay, đã thu nhận 71.503 hồ sơ tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2, đã kích hoạt được 33.949 tài khoản. Thường xuyên tuyên truyền và phổ biến đến cán bộ và nhân dân 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06.
toàn huyện đã tiếp nhận 140.477 hồ sơ cấp căn cước công dân và 71.503 hồ sơ định danh điện tử mức 1 và mức 2. Đối với công tác chuyển đổi số, đến nay, toàn huyện có 7 trên 18 xã, thị trấn triển khai thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Một số xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động đoạn đường thanh toán không dùng tiền mặt nhằm vận động người dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Bình vừa tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với đoàn viên thanh niên năm 2023 với chủ đề Thanh niên huyện Tân Bình với khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số. Đến nay, huyện Tân Bình có hơn 57.000 lao động trong lực lượng thanh niên đã qua đào tạo, đạt gần 70%. Ngành chức năng phối hợp tổ chức 14 điểm tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Từ năm 2020 đến nay, Thăng Bình phê duyệt 35 dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với tổng kinh phí thực hiện 23,63 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 8,82 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, thanh niên Thăng Bình vẫn đang còn gặp nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện khởi nghiệp, lập nghiệp. Tại buổi đối thoại, gần 20 câu hỏi của các đoàn viên, thanh niên xoay quanh các vấn đề về tạo việc làm cho lao động, kinh phí hỗ trợ phát triển kinh tế, kỹ năng cần thiết trong thời kỳ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số hiện nay, các ngành chức năng cần tiếp tục hỗ trợ chủ thể trong việc lập hồ sơ công nhận, đánh giá, phân hạng, đăng ký chương trình OCOP và có chính sách, chương trình khuyến khích người Thăng Bình ưu tiên dùng hàng Thăng Bình, được thanh niên huyện Thăng Bình đặt ra. Lãnh đạo huyện Thăng Bình và đại diện các đơn vị chức năng đã giải đáp những vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm, đồng thời gợi mở nhiều giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp và chuyển đổi số trên địa bàn huyện thời gian đến. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số trên sóng truyền hình năm 2023. Cuộc thi sẽ được khai mạc vào ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10. Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai cuộc thi này và để hiểu rõ hơn về mục đích, thông điệp của cuộc thi, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc thi. Đầu tiên thì xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bà, thì xuất phát từ đâu mà Quảng Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số trên sóng truyền hình trong năm 2023? Đối với nhiệm vụ và cải cách hành chính và chuyển đổi số là một cái xu thế trong giai đoạn hiện nay. Đối với tỉnh Quảng Nam thì cũng đã rất là quyết tâm để mà thực hiện hai cái nhiệm vụ này, cũng đã ban hành các cái nghị quyết để mà thực hiện hai nhiệm vụ này nhằm đưa tỉnh Quảng Nam vào trong top khá của cả nước trong công tác thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thế thì trong cái thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số thì cái nội dung nhiệm vụ về tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng để mà triển khai các cái nội dung này. Thế thì để thực hiện cái nhiệm vụ thông tin tuyên truyền thì cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, làm sao cho nó phù hợp để mà dễ dàng đến với người dân. Xuất phát từ cái nhiệm vụ đó thì chúng tôi đề xuất cái cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên truyền hình của tỉnh Quảng Nam năm 2023. Vâng, vậy thì thông điệp mà ban tổ chức của cuộc thi muốn truyền tải đến khán giả là gì, thưa bà? Thông qua cuộc thi này thì chúng tôi mong muốn sẽ nâng cao nhận thức về cải cách hành chính và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là của các địa phương trong giai đoạn hiện nay, bởi vì đây là một cái lực lượng chính để mà thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay. Và thông qua cuộc thi này cũng sẽ lan tỏa những cái nội dung về cải cách hành chính và chuyển đổi số đến với người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Được biết thì Quảng Nam là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số trên sóng truyền hình. Vậy thì chúng ta đang có những cái thuận lợi và những cái khó khăn nào trong quá trình triển khai cuộc thi này, thưa bà? Đây là cái cuộc thi đầu tiên cho nên là cũng sẽ có những cái thuận lợi và những khó khăn. Đối với thuận lợi đó là khi mà chúng tôi đề xuất cái ý tưởng của cuộc thi này thì là cũng được sự thống nhất cao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đặc biệt là của ban giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam, và có sự hưởng ứng rất là cao của các địa phương tham gia cái cuộc thi này. Và cái thứ hai, thuận lợi thứ hai đó là vì cái nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số là cái nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, cho nên khi tham gia cuộc thi thì các địa phương cũng sẽ có những cái thuận lợi để mà tham gia cuộc thi. Tuy nhiên là nó cũng có những cái khó khăn nhất định, về đó là khi mà đây là cuộc thi đầu tiên cho nên là nó sẽ có những cái khó khăn cho các cái địa phương tham gia cuộc thi và cũng tổ chức.
Thì các địa phương cũng phải cần phải có một cái sự chuẩn bị hết sức là chu đáo để mà tham gia cuộc thi. Và đối với ban tổ chức thì cũng phải làm sao đưa ra các cái hình thức thi và các cái nội dung thi làm sao cho nó phù hợp với cái nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, cũng như là nó phù hợp để mà nó truyền tải đến với người xem một cách là xem sao là cho nó có những cái nội dung phong phú và nó người người xem dễ tiếp thu qua cái cuộc thi này. Cuộc thi được tổ chức trên sóng truyền hình thì chắc chắn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Vậy thì bà có thể chia sẻ thêm một số thông tin về cuộc thi để khán giả có thể nắm bắt được không ạ? Với cuộc thi của lần này thì chúng tôi tổ chức dành cho 18 huyện thị tham gia, cũng sẽ có những cái cuộc thi cũng sẽ qua các cái vòng loại và sẽ vào bán kết và vào chung kết. Thì với mỗi cái lần thi á, thì sẽ có bốn cái nội dung. Phần thứ nhất là phần chào hỏi, phần thứ hai là phần sáng tạo số, phần thứ ba là phần kỹ năng số và phần cuối cùng là tăng tốc số. Thì mỗi cái phần cũng sẽ có một cái hình thức để mà các đội thi tham gia. Đối với phần sáng tạo số thì các đội thi cũng phải nêu ra được những cái mô hình hay, những sáng kiến trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay. Thì đối với phần kỹ năng số và tăng tốc số thì các đội thi cũng sẽ bám vào các cái chủ trương, các cái chính sách về cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay để mà tham gia cuộc thi. Thì chúng tôi hy vọng rằng với cái bốn cái nội dung hình thức thi như vậy cũng sẽ hấp dẫn được người xem và cũng sẽ lan tỏa được những cái nội dung về cải cách hành chính và chuyển đổi số đến với người dân trong giai đoạn hiện nay. Xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay và chúc cho hội thi thành công tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.